Tại sao em lại biết đến OrifanMed? Vì là sau sinh thì em rất là mập và em rất là tự ti và không dám giao tiếp với mọi người luôn ấy. Em cũng là một người mà giảm cân rất là khó. Thì trước đây em đã áp dụng rất nhiều phương pháp giảm cân rồi, em có uống thuốc giảm cân rồi, có đi spa và tốn đến cả chục triệu đồng để giảm cân ấy. Thế nhưng mà đều không thành công. Tức là có giảm nhưng mà giảm rất là ít. Và sau đó thì có thể là sẽ là tăng trở lại luôn ạ. Thì tình cờ thì em mới biết đến cái sản phẩm mà combo 21 ngày giảm cân ở trên cái app Dropy ấy. Thì em đã quyết định là tìm hiểu và dồn vào các cái nhóm và các cái buổi Zoom của nhà cung cấp để em tìm hiểu. Thì chỉ sau 2 tuần em tìm hiểu thôi thì em đã quyết định là trải nghiệm cái sản phẩm mà Luckin Gold với mục đích là để giảm cân. Thì vì là cái thời điểm đấy là con em mới được 4 tháng tuổi thôi mà cháu vẫn bú sữa mẹ hoàn toàn. Vậy nên là em không có cái áp lực mà phải giảm cân triệt để và phải giảm cân nhanh cấp tốc. Thế nên là nhưng mà em lại vẫn đặt cái mục tiêu giảm cân cho mình khá là cao, phải nói là cao ạ. Là em sẽ phải giảm 7 kg và khoảng 10 cm vòng bụng. Với cái suy nghĩ là em phải đặt mục tiêu thật là cao thì mình mới cố gắng và quyết tâm nhiều. Và em cũng mong muốn là sẽ lấy lại cái dáng vóc mà thời con gái của mình. Và kết quả thì là thật là tuyệt vời mọi người ạ. Em đã giảm được 2 kg và 3 cm vòng bụng chỉ sau 3 ngày sử dụng thôi. Và kết thúc 3 liệu trình thì em đã giảm được là gần 8 kg và 12 cm vòng bụng, là đã vượt cái mục tiêu mà em đã đặt ra rồi. Nên là em cảm thấy rất là vui và em chưa chưa bao giờ mà em làm được cái điều này cả, kể từ khi mà sinh các cháu đến nay, kể từ khi mà lấy chồng và sinh con đến giờ là chưa bao giờ có cái mức cân mà tuyệt vời như thế. Và đây là cái hình ảnh mà sau khi em giảm cân này. Trước đây cái bụng em rất là to, 90 cm, và em rất là nặng là khoảng hơn 54 kg đấy. Thế nhưng bây giờ mọi người nhìn này, cái vòng bụng của em nó đã nhỏ hẳn luôn và cảm giác như sờ được thấy cái xương sườn luôn ấy ạ. Trước em không sờ được cái xương sườn đâu mọi người ạ. Và bây giờ nó chỉ còn có hơn 46 cân thôi. Nên là em thấy rất là ưng. Và cái ngày mà bây giờ em cảm thấy rất là tự tin và mặc quần áo hay là váy vóc hay là trang phục gì, chọn trang phục vậy thì em không phải suy nghĩ nhiều như ngày trước nữa. Và cái ngày mà em đi làm trở lại ấy, thì ai gặp em cũng cũng nói là ô Thơm ơi, sao em đẻ mà cứ như là không đẻ ấy nhở, mà còn còn đẹp hơn cả trước khi bầu ấy ạ. Nên là em vui lắm mọi người ạ. Nên là em rất là tự tin để lan tỏa cái sản phẩm này. Và còn một cái trải nghiệm nữa là đối với con trai em ấy, tức là cháu cháu nhỏ ấy, hôm nay thì nói về giảm cân nhưng mà em rất là muốn chia sẻ với mọi người là con em được khi mà mới sinh ra được khoảng độ hơn 1 tháng tuổi, gần 1 tháng tuổi chứ, thì cháu bắt đầu có hiện tượng là khóc đêm, trằn trọc này và khó ngủ và cứ phải 2 đến 3 ngày, thậm chí là có những hôm là 4 đến 5 ngày cháu mới đi vệ sinh một lần. Tuy là chưa phải là cháu bị táo bón, tức là phân nó không không phải là dạng cứng táo bón, thế nhưng mà từ lúc đấy trở đi là em đã bắt đầu bổ sung cho cháu rồi, là bổ sung cả vitamin tổng hợp này, cả men vi sinh bioaga rồi và cả siro ngủ ngon nữa, cả D3 nữa. Thì cái tình trạng của cháu nó cải thiện không được rõ rõ mà rõ rệt mà cháu vẫn cứ khóc đêm như vậy luôn ấy. Thế sau khi mà em trải nghiệm cái Luckin Gold xong được khoảng độ 2 tuần thì em mới quyết định là trải nghiệm cái dòng sản phẩm PD Membo bé bé cho con em. Thì chỉ sử dụng sau khoảng độ 1 tuần thôi là bé đã cải thiện rồi và bé ngủ rất là ngon, đi vệ sinh rất là đều, mỗi ngày đi một lần rất đều luôn ạ. Và cái tình trạng mà cháu đánh rắm hoặc đánh rắm rất nhiều, đánh rắm rất thối ấy, thì là không còn nữa và em cảm thấy là rất là vui. Đêm bây giờ là cháu chỉ thức để bú thôi, sau đó là cháu sẽ ngủ tiếp chứ không bao giờ có cái chuyện là dậy để chơi giống như là hay là trằn trọc không ngủ được
hoặc là giống như là hoặc là bây giờ mà cháu ăn dặm ấy thì cũng ăn rất là nhanh, sức đề kháng thì cũng rất là tốt. Bé từ bé giờ cháu có ốm, thế nhưng mà tức là nó chỉ ốm kiểu dạng sổ mũi thôi á, thì mẹ em chỉ cần cho cháu uống cái siro ích nhi là bé sẽ khỏi và không phải dùng đến kháng sinh luôn. Và khác hẳn với hai chị của cháu là trước đây là hai chị của cháu uống kháng sinh rất là nhiều và tháng có thể ốm đến 2 lần là chuyện quá bình thường. Đấy là hai chị của cháu đấy. Và nên là em cảm thấy là rất là tuyệt. Và còn một vấn đề nữa em cũng muốn chia sẻ với mọi người là như thế này. Chồng em với mọi người ạ. Con trai ấy, đàn ông ấy thì thường họ sẽ ít khen. Và thường là thứ nhất là cũng ít nói này, thứ hai là cũng ít khen, không giống như mình là ví dụ mình cảm thấy mình ưng ý cái gì là mình sẽ bô nói chuyện với mọi người là cái sản phẩm này tốt lắm, tốt như thế này đúng không? Nhưng mà chồng em thì không. Thế nên là nhưng mà thực ra là trước đây là trước khi em biết đến Olifamet là em biết đến cái nhà cung cấp nguyên sinh trước cơ. Nên em đã con em thì nó khá là biếng ăn, hai đứa trước khá là biếng ăn đấy. Thế là em mua cái sản phẩm bào tử lợi khuẩn để cho con nhà em uống. Thế nhưng mà chồng em thế là em cũng giới thiệu, tức là em cũng học Zoom mà cũng nói chuyện ấy, thì chồng em là bị đầy bụng, tức là bị hay bị sôi bụng ấy, nhưng anh cũng không nói với em đâu. Thế xong em cũng nói chuyện là cái sản phẩm đấy rất là tốt và nhiều người là dùng khi mà đau bụng uống 1-2 ống là sẽ khỏi ấy. Thế là chồng em cũng uống. Thế xong uống hết rồi thì em không dùng sản phẩm đấy nữa vì em biết đến cái Olifamet thì em không theo dòng sản phẩm đó nữa. Thế là chồng em mới có một hôm là em thấy chồng em là mở cái hộp lắc liên ngôn của em ra, tại vì em đang giảm cân mà uống, thì hàng ngày em lại cứ thấy anh là sáng ra thấy mở ra uống, tối cũng thấy mà mở ra uống. Thế là em mới hỏi anh là anh ơi, em hỏi nhá. Em hỏi thật anh nhớ là anh uống cái men vi sinh của em ấy là muốn sử dụng với mục đích gì để em tư vấn. Là chồng em mới cười cười, ông ấy bảo là anh bị đầy bụng hay bị sôi bụng ấy. Thế em bảo là thế thì anh bị sôi bụng thì uống được, mà thì anh uống cái này được, còn nếu mà anh muốn tăng cân, tại vì chồng em hơi tự nhiên đợt đấy là bị sút cân hơi nhiều ấy, nên là anh lo, nên là anh mới dùng cái sản phẩm đấy. Thế em bảo là nếu mà anh mà muốn tăng cân ý thì anh sẽ phải sử dụng sản phẩm khác và sử dụng theo cách sử dụng khác. Thế là anh ấy, thế là từ đấy trở đi là anh tự uống thôi, mà anh không nói với em là tức là rất là tốt hay như nào cả, mà hết rồi anh lại hỏi là em ơi còn men vi sinh không. Đấy, thế nên em lại rất tốn tiền với men vi sinh là vì như thế. Thế là sau đó là em biết chắc chắn là chồng em sử dụng là có hiệu quả rồi, nên anh mới uống và mới sử dụng nhiều như thế. Và mọi người biết không, cái khách bị kích đầu tiên mà em lan tỏa được cái sản phẩm của nhà Olifamet ấy là chính là do chồng em giới thiệu. Chồng em đến công ty giới thiệu. Tại vì anh ấy dùng rồi, anh ấy biết là sản phẩm rất tốt đúng không, nên anh ấy giới thiệu cho đồng nghiệp của anh đấy. Là đồng nghiệp của anh đấy thì có con lại bị khóc đêm, chứ khóc đêm rất nhiều, khóc nhiều hơn con nhà em cơ. Cháu được 8 tháng tuổi rồi. Và em cũng theo sự hướng dẫn của anh Vinh ấy, là em cũng tư vấn cho bạn đấy sử dụng cái kit lắc. Thế bạn ấy sử dụng thì chỉ cạn nhói sử dụng chỉ khoảng 2 tuần thôi là bố bạn ấy đã báo tin cho mình biết là con nhà bạn ấy đã ngủ rất là ngon, tức là không cải thiện rất là nhiều rồi và ngủ bắt đầu ngủ ngon rồi và ăn rất là tốt rồi. Thế nên là em rất là vui và cảm giác rất là tự tin lan tỏa, mà nhất là lấy được lòng tin của chồng em và cũng là người giúp đỡ em là lan tỏa với mọi người ấy. Vâng, thì đấy, hôm nay chia sẻ của em là như vậy. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe nhé.